Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi Giá Rẻ Em Mai. Dạ vâng ạ, trong buổi chia sẻ ngày hôm nay thì em đã chia sẻ đến các bác một chiếc bếp mặt kính full inox các bác nhé. Một chiếc bếp mặt kính full inox này, kiềng inox này, kiềng inox, bo viền inox này, nắp khói inox này các bác nhé. Full inox luôn các bác ạ. Vâng ạ, em Mai xin các bác một đăng ký kênh, xin các bác một lượt like các bác nhé. Em cảm ơn các bác rất là nhiều ạ. Chiếc bếp ngày hôm nay mang thương hiệu Zinai các bác nhé. Mang thương hiệu Zinai này. Con này có thể hẹn giờ được bếp nấu bên trái, hẹn giờ bếp nấu bên phải và hẹn giờ cả lò nướng được các bác nhé. Khay nướng của bếp là hai tầng lửa và có đồng hồ hẹn giờ. Nhiều chế độ tự động ở chiếc bếp này. Con bếp này thì mặt của nó là mặt kính này các bác này. Mặt kính thì bao giờ nó rất là bền và nó dễ lau chùi các bác nhé. Mặt kính này vừa bền vừa dễ lau chùi này. Đấy, bo viền inox. Bo viền inox các bác nhìn này. Bo viền inox rất là đẹp các bác nhá. Bo viền inox vừa sáng vừa sang luôn các bác này. Đấy. Cái căn bếp, đặt cái chiếc bếp ở trong cái căn bếp nhà mình nó vừa sáng vừa sang các bác ạ. Bo viền inox, full inox luôn, rất là đẹp. Đấy. Tiếp theo nữa là em sẽ test đến cái chức năng của bếp cho các bác xem. Đây là bếp Nhật nội địa các bác nhé. Vâng, bếp Nhật đã qua sử dụng rồi. Tuy nhiên là độ mới của con bếp này thì phải đạt 90% các bác ạ. Đây, lửa của bếp này các bác này. Các bác nhìn thấy lửa không ạ? Lửa rất là xanh. Thì khi sử dụng cái chiếc bếp này thì các bác sẽ tiết kiệm được khoảng tầm 30% nhờ cái nền lửa xanh như thế nào. 30% các bác ạ. Lửa xanh tiết kiệm ga. Tiết kiệm được 30% ga so với các bác sử dụng những chiếc bếp thông thường. Đây, lửa xanh còn tiết kiệm cả công sức trà nồi nữa, không đen nồi đâu các bác nhá. Lửa rất là đẹp này các bác này. Còn về chức năng thì cái chức năng ưu việt nhất của bếp Nhật đó chính là cái chức năng chống cháy. Chống cháy nồi, chống rò rỉ ga cực kỳ hiệu quả các bác ạ. Và em đang test cái nồi ở trên bếp cho các bác xem để các bác thấy được cái chức năng an toàn nó hoạt động như thế nào. Con này thì chiếc bếp bên trái này có thể điều chỉnh được nhiệt độ 140, 160, 180 các bác nhé. 240, 160 điều chỉnh nhiệt độ nấu phù hợp với cái món nấu của các bác. Đấy. Còn ở bên đây là chế độ tự động cơm cháo này. Tự động nấu cơm, nấu cháo các bác nhé. Cơm cháo. Đấy. Ở bên đây thì em sẽ test cái chức năng gió thổi tắt bếp khóa ga. Đấy. Em vừa mới thổi ngọn lửa đi để test cái chức năng khóa ga cho các bác. Thì dù là gió thổi tắt bếp khóa ga, nước trào tắt bếp khóa ga hay là cạn nước tắt lửa tắt bếp thì nó đều khóa ga hết. Cứ mất ngọn lửa là nó khóa ga. Cho nên các bác sử dụng chiếc bếp này nó an toàn lắm các bác ạ. Đấy, an toàn cho sức khỏe và an toàn cả về cháy nổ các bác nhé. Phòng chống cháy nổ hiệu quả. Đấy. Khóa ga rồi các bác này. Đấy, khóa ga rồi đấy ạ. Rất là an toàn đúng không ạ? Bên đây thì nhiệt độ nó chưa đạt 200 nên nó vẫn đang còn phải cháy các bác nhé. Khi nào đạt nhiệt độ 200 độ C trở lên, tức là cái nhiệt độ đủ để nó cạn nước thì nó sẽ tắt lửa. Đấy. Thì lúc đó nó sẽ tắt lửa các bác nhé. Bên bếp, con bếp này thì có thể hẹn được cả bếp nấu bên trái và hẹn cả bếp nấu bên phải các bác ạ. Hẹn giờ, em sẽ bật khay nướng cho các bác xem này. Đây, con này thì khay nướng là hai tầng lửa các bác nhé. Khay nướng hai tầng lửa này các bác này, lửa tầng trên, lửa tầng dưới này. Thì cái món nướng của bác các bác nó sẽ chín đều và nó mình không phải mất công để đảo để quay để chở đâu. Cái khay nướng này rất là chắc chắn luôn này. Đấy. Khay nướng hai tầng lửa, hẹn giờ tối đa 15 phút. Đấy. Hẹn giờ tối đa 15 phút các bác nhá. Còn đồng hồ hẹn giờ của bếp nấu, hai bếp nấu thì sẽ tối đa là 90 phút. Đối với những cái chiếc bếp mà có hẹn giờ bếp nấu như thế này thì chúng ta nấu nướng nó rất là tiện lợi, vừa nấu cơm vừa giặt đồ, vừa nấu cơm vừa tắm rửa cho con, vừa nấu cơm vừa tập thể dục, rất là tiện lợi các bác ạ. Đấy. Còn em đã test cái chức năng này rồi. Đấy, cạn nước là bếp tắt lửa các bác nhé. Nhiệt độ đáy nồi lên cao là bếp sẽ tự động tắt lửa và tắt lửa thì nó khóa ga luôn, rất là an toàn. Đấy. Thì khi các bác sử dụng một chiếc bếp Nhật thông minh và an toàn tiện lợi như chiếc bếp này mà giá thành lại chỉ có 4 triệu đồng thôi các bác ạ. 4 triệu đồng mà sở hữu được rất nhiều tính năng tiện lợi đúng không ạ? Hẹn giờ bếp nấu, rồi hẹn giờ bếp nướng, khay nướng hai tầng lửa, tự động nấu cơm, nấu cháo, nấu nước,
Đấy, rất là thông minh. Một chiếc bếp full inox cực kỳ đẹp các bác nhé. Vâng. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Các bác thấy cái bếp này đẹp, thấy video hay, thấy phù hợp thì các bác em lại xin thêm một lượt like nữa. Em xin các bác nào mà chưa đăng ký kênh thì cho em một đăng ký kênh các bác nhé. Vâng ạ, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.